Bùng giờ kiếm mô tỏa trên hâm, mô tỏa nghe mạng lệ trình có miền và diêm đài truyền hình Việt Nam gì. Mô tỏa trên hâm, mai quý, đồ chèo khát a, trên bài phát nghị chụp chết quần bé quần đào ni, liền diêm út lầm cua. Út tống, nông lâm trường, chém dịch quần đào ni để trên vết quang, diêm khít đào ni đài vết có thành, liều vết chó nhận có nên xếm bài khả nhộn thấy bùn. Chám quý có tống, nông trường, nông lâm, quốc doanh, đà xếp mài chốt chám tiêu tiểu chớ tới mấy cảnh lống. Mình khác gì mài trăm tấn đào kềm kiếm với đào ni tờ xếp gì quản lên nổng mấy tụ lống. Lên khoán quần đào ni chớ chuẩn bầu, này bếch diệt tiêu liên danh liền kít dâm biển dân đã chớ chạm khang nay. Cứu công ty trách nhiệm khiếu khản diệt lần biển chuẩn bầu dâm EAK. Ấy căn này dâm công ty nghệ sĩ khoán đào ni buôn biển dân tổng bếch chấu can sĩ liền theo kỹ thuật cứu bếch không còn chuống. Thiếu tài kiện khám biển dân chấm độc nhạt buôn công ty. Chấm bếch nộp thuế, thuế có thành quả biểu này tí tiếng ZHAI triệu. Lanh U Bờ Trí Khát Ca Tổng Bách Nhân Pháo Đại Tế Nhàn. Hợp đồng Tổng Lanh Công ty chém chấu kháng đại với công ty chế chấu ở Căn Tế Tiểu Đạo Bách Lanh. Chiều của thiết kế kế bức viện thiếu trùng khoa chuẩn kỹ thuật buôn lần biên dân. Nghệ sĩ Mách Cháu cần hợp đồng tới cứu lần biển dân chiêm hợp đồng liên doanh liên kết. Ông E.A. Lang này bên biển tứng chấu công dâm công ty lâm nghiệp E.A.K. Bồn Hiêu. Tiếp tục khỏi tàu đã biết chuẩn kiểm bác chế bếch cháu có thành khô chuẩn khả lệnh. Hàng ít xin đền đồ đáy bên nông trường phải kêu bố tỏi chuẩn kiểm y biết học thầu lên quần đào đi siêu bảy hưng chèm dây khát A tàu chiên bếch liệu chuẩn kiểm bác chế bếch chuẩn kiểm. Đó là trồng cái gì mà kệ, chỉ biết là diện tích đất thôi. Đó, thu hồi được là tất cả là 52 hect, ra là chủ doanh nghiệp để trồng rừng mà thực chất là không phải trồng rừng. Nhiều hộ dân khác trên địa bàn. Chấm khuôn biển khả lệnh diêm già cư en lang tổng bách trầm chán liền kết đồng chí kháng bài trăm tiểu mai bình thông. Ói thiếu giang tế bộ phận chấn giản góp tỏ tích công nghệ giang biệt thánh quân biển, tổng bách cho tú vầy đào đi chết vầy công ty lâm nghiệp EK quản lây. Biên dân còn dần đánh bếm bài công, cứu bách khá chốt khỏi khoang chấu, tập bếm bài cút sổ đổ khác này tổng diện bách khá tốt nhàn triệu phản nhắn. Tế tiểu tổng bài này tiêu liên kết ai can khang, tế tiểu biển chết chuối giản. Đã chấu bốn cổng sĩ quản lây chiêm quốc tống đồng đồng chờ công ty lâm nghiệp EK Bến Tràng thiết chấu lụn vầy chấm đàn biển dân lành tạo khoán chiếm bàn dàn trình đầu tư chấm bếp viện bùn bài làn to tháo dị kháng viện bồn đào đi quý trầm làn biển. Căn kháng ý chính lệnh chữ nghịch ý chiến lệnh cũ nước ưu khít lâm trường khiếu kỳ Việt Mông tổng sĩ đà bích mai cổ phần bích có làn biển tướng bích công dân lâm trường kháng cũ duân sẽ anh túc kiến ba vị Hà Nội chip lên quản lý khẩu cầu tập bích thánh đi tráng đào đi cú nông lâm trường phần bích cảnh tú giáo buồn thoát khói để bung ba vị mình chế liệu kinh tế sang hát giữa bộ tổng bích buồn lống bế dòng tốt diêm đái liệu bất chú quyền lệ diêm chư bùa đều bất lãnh đếp bọn đào đi đái chú tế chế gặp pháp đều một tòa nông. Thế mà coi như cũng chỉ mong muốn là có giấy tờ hợp pháp để con cháu mình nó sau này nó sử dụng thì mình có ra đi nhắm mắt xuôi tay thì cũng yên lòng. Người dân sẽ còn phải chờ đợi. Miền dân dòng sẽ chấm chu, vầy gan chậm hưng kháng, nông trường khiếu nghị Việt Mông, đà bích chấu cổ phần khóa bê ủy ban nhân dân quyền Ba Vì ngam lanh túc bản đồ, mang can quần đào đi phún xếp bản chào dốn buôn tế bông quản lệ. Diêm nếp bản đồ công ty cổ phần Việt Mông đơn vị Mai Lưu đẹp quần nhàn diêm quốc tràng kiêm nông trường khiếu nghị Việt Mông, cú cấu phải phát phạm triệu khát A, mai triệu giết năm tống diêm cóm có tống khả lệ. Trong bài phát đồ bách hưng triệu khát A bách bẻ buôn tế bông. Diêm triệu tế tiêu có đơn vị đặt cổ phần khóa mẹ bên thì xếp bắt dòng quản lệ bọn đào ni. Vì không còn quản lý đấy, nếu như họ không thực hiện sớm dứt điểm công tác bàn giao về cho huyện thì nó có thể phát sinh những cái sai phạm. Và đối với hai cái đơn vị mà chưa xác định rõ về diện tích và danh giới, chúng tôi cũng có báo cáo và đề nghị với Sở Tài nguyên Môi trường để đôn đốc làm rõ cái phần diện tích sẽ thực hiện bàn giao về cho huyện.
Còn tại huyện Quỳ Châu, sông Mai Diêm Huyện Quỳ Châu Nghệ An, quần đảo Tây Chớ đồng làm trường bàn giao quân quyền bài phát diệt chín PHA tại tháng địa chám bãi chỗ dân quần đại bế đảo Tây Cam phi dành dân biên dân kiếm đồng làm trường to tháo có khẩu chơi dân trên tuần lưu với chiếc PHA đảo kèm đáng cam bài quyết định giao tuấn quân xã bài chiếm chí khuôn biên dân đai đà bè chêm nồng do bức kháng bàn giao quân tế bùng đặt tàu tương bài trang tự cho bình quyền đại kỳ tế. Biên dân tổng công đại bế đảo đi vậy biên dân khoai khoang chết tay sông bay lâm trường đại bế đảo đi của chàng trao buôn bài chiêu bài quyền chính vậy kháng này quần đảo đi giao buôn tề bung biên dân cam phi danh chém máy tước chớ giải phóng tề bành kiếm bế ban quần đi buôn lần biên dân trú nắng đẹp quần đảo đi đại vận trên ngâm mai trăm vậy kháng này địch anh cần thất gì quy hoạch tới kiếu quần đảo đi tốt lâm trường bé bùn liệu biết giao cán bùn có khuôn biển dân ở cạnh kèo kế trên xe khâu nét lâm trường bé bùn kiện tầng xe trụ dơ dồn chết tốt bài chí chỗ khát gà kiếm vài trăm tống tìm bất liền tỏi hãng đã đóng bé khát gà phải đóng kiểu khát gà hãng đàn bình lập trốn điều kiện tư vấn kiểu bắt bùn biển dân tầng xe trụ đám này 5 hết hay là vùng kia là 10 hết hay vùng kia là 15 20 hết cho vậy mà để cho nó tổng thể để huyện đưa tư vấn vào chia cho người dân thì cũng rất manh muốn. Đã có những vườn keo đảm bài có tống chuống keo chiêm đông trường đồng hợp tổng kháng si quần càng liêu mấy càng khiếu khai khí bên siêu vậy si kháng khú bài tống ni khúng với biển dần trên chiếm biển chấm không đáng khô đã chế chú mẹ đất mình buồn thì tài xiếp gan bài quý si kháng dấu canh nghị quyết dịch bách chiêm về dung quốc hội mình tàu hăng quản lê đào đi bài còn đốt cảnh có tống đồng lâm trường quốc sản vậy có công ty đồng lâm nghiệp ban quản lê kiểm kiểu có tổ chức khuôn biển buồn xin đồng có tỷ phong đã chốt khác chiếu siêu bằng điều bếp kháng chuẩn tổng bốc điều bếp kiến cấp chế chứng nhận phê duyệt phương án đồng quần đảo đi lâm trường tập bếp bằng bị can tế tiêu bài trên tổng bài trăm tế tiêu máy canh tứ chủ đang đất của nhà nước ngam bếp đảo tẩy dùng có chàng dìa bộ ánh bán chốt buồn tướng khóa biển diện dìm này khít này bếp khoán buồn cốt diệp đảo đi dìm biển dân nộp ruốn gặp tác giả lưu dì ánh bán buôn biển dân tiểu bếp tàu khang đồng tốt bài lống với thiết tiêu công quản trị dìm hợp tác giả ấy can lù khoai để bắt dòng hợp tại kiểu buồn kinh tế chứ buồn ngam bài diệt tế tiểu kháng này tại dìm bộ ánh bán chốt gác này bán tranh tài này bệnh diệt khang tổng dịch ánh khang hỏi ruốn hai xanh nằm tháo tế tiểu khung tháo tế tiểu tròn chìm xanh như bộ bắn này quần đao ni đông đầm trực quản lệ điệp buôn biển dần các nơi trái chứ bộ anh bằng này tế tống quần đi đông đầm trường chứ bộ bắn chốt nơi chứ bông buôn tiểu phán kháng cho nhận ra cội hăng hái nơi cháu tuần ốc hàng phán kháng dìm dàn dìm ô đào cũ mà ghi chép tháo phạm chịu kháng thì đóng góp cho ngân sách nhà nước đóng góp cho việc phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương đấy như thế nào. Về mặt thiệt hại kinh tế là nó làm chậm cái quá trình phát triển của đất nước khoảng 20 năm đến 30 năm. Rất là thiệt hại với một cái diện tích 5,26 triệu hecta. Tới kiếp quần đào tẩy bạch quý 3 triệu khách à để trên bạch quang, bởi hàng chiếc bộ siêu bằng mày lống đỏ, bu thành kềm. Phòng cổ đặc dụng kéo bếp kèm thu khỏi cha liều chiếc bộ ánh cơ kéo đại diễn trắng có chuyện khác đều đầu tư buồn chuột bầu nên xích khẩn lệnh bình ta kéo kháng buồn kèm thông dù ta kéo kháng buồn chất đoạn kèm kéo với tế tiêu mình vô cấu kèm này khi này chiếc bộ tổng chấm siêu mạng tế tiêu mạng kháng trách nhiệm dân tế buông bộ ngành hàng hái với kháng liều banh đáo kháng này thì tổng bếp chấu phải khô mới tế tổng chấm phải tế tiêu vì danh buồn khâu dù bộ tổng bằng bột úp quần nhanh chìn với các chủ trương chính phủ đi quyết chấm bếp đỏ mài chăm tắng quốc hội khóa diệp pham đã bế mẳng căn hai tiểu mẹ ta tháng đi chán mấy ngày giải quyết từ chăm tắng thì có những cái nặng phí rất lớn thậm chí có những cái mâu thuẫn những khó khăn cần phải giải quyết cứ để kéo dài lại thì làm cho cái nguồn lực về đất đai sẽ bị lãng phí. Đồng thời chúng tôi thấy rằng là cái phần tài chính nếu đợt này Thủ tướng Chính phủ quyết cũng phải dọn dứt điểm là một nghi để đầu tư vào cho đó là cộng cái tiền 10% sử dụng đất các địa phương cũng phải bỏ vào đấy để giải quyết. Thì chúng tôi biết rồi là từ khoảng 13 đã giám sát cái này rồi thế nhưng đến bây giờ cũng chưa
giải quyết một cách dứt điểm. Lúc này tại nhà văn hóa nay khít nay điểm phiếu văn hóa thôn Việt Khoa Vân Hòa Hà Nội có khuôn biển tổng chính cam bếch kê khỏi nê chán gam đồng bọn đàn đi nông trường anh thêm Việt Khang chiếm bút khang bản gia đàn đi diêm nại tề vùng đà bếch tuần hít cút miền dân đà bếch to quần chống bọn đàn đi mấy cảnh xuống mà chấp kiểu kiếm phán kháng khả tặng diêm dành diêm tề vùng tránh cho chấm tiền liều chu bàn giao tiếp theo công chiếu buồn công ty Diêm Quốc Tống Bộc Châu và Quý Phạm Trì Kháng, hãng chất lĩnh bề quốc khít bế gián liều, ông cương thức công ty Mai Diệp Quần Đào Đi Diệp Bách Chi Phùng Nai Bài Kỳ Diệp Triệu, Giang Bài Phát Kỳ Diệp Kháng, Đai Quần Đi Nai Vận Trang Hát Đại, ông Tổng Mai Tư Thang Viện Quý Bùn Bài Tàu. Thế thiêu hăng mãi đầy Diêm Tống Bách Diệp Phùng Nai Bách Bùn Bìa Khả Lệnh Bẹ, tốt phép chế liệp chùa kéo dệt thành ni, trong mai dệt bung với tổng chế ánh bài bìa mai chơi tỏ xe máy tu phép chế liệu giúp bố tổng con mấy khi khả trần chỉ bê giải quyết tối nay tiểu công giúp bố mấy kháng con tu quý hải mì bìa kháng ý trên lệnh bìa làm bộ đào đi bìa chín kỳ bê chí vùng bài còn trốn đồng trầm trần đã thúc lãnh đạo công ty dâu tạm bầu châu này ký mại bun cũng chịu khuôn biển dân kháng ông cương liều với bản thức của tháng quyền đồng ông cương kêu có khuôn biển dân khu bách dâm đại quốc biển đỏ dâm ủy ban nhân dân quyền bồng châu cấp chuồng bun chịu khuôn biển kháng đại tới đâu nói dâm quốc lộ cố chỉ khen tập binh nhận trên địa trà đã trào vào trăm có chàng bách cảnh siêu tức buồn trần thế đón đi bách biển dân tổng sức quảng dâm đại dâm trầm hắn mỗi tội tổng chính độc thế bài cáo đường mẹ toàn thể trá xem mắt buồn chế liệp. Địa bàn dân ở đây là cũng không cho chúng tôi xây dựng, mà chúng tôi thì xây móng lên đến đây rồi, mà cũng không cho chúng tôi xây dựng thêm. Diêm có tổng khí tượng thị trấn Đông Trường Bộc Châu, hát xì vì danh liền tháo gấp dầu kéo với thu siêu quần dàn, đồng quần đào đi tổng chính cam bài chám tiểu khấu diêm chẳng kháng quý. Tế tiêu quần khấu đại diêm có cấp chính quyền tề bùng tổng khấu bằng tiền có khuôn biển đạt táo xuống đảng phai bích càng kháng giết trình châu bách chú triệu pham liều bích siêu quần dàn trình quốc chàng can đại sĩ bích cấp dầu đỏ quân biển dân. Căn kháng bếp dịp bếp dĩ nghiệp các quân biển dân ấy căn quầy tình bếp đảng kiệp hải kháng chết trình chú bếp chú triệu pham xem máy chấm đổ bọn dàn đồng đào đi kiếm bếp tốt lên quyền đồng đào đi tạo chiếm đai quyền xem máy lên quyền đồng đào đi quân biển dân bếp liên tạp châu khâu. Đến giờ phút này mà không công nhận quyền sử dụng đất cho người dân lại còn tiếp tục gây phiền hà. Diêm Thế Tiểu công khách kết luận diêm thanh tra chính phủ kháng chiến lệnh nghị diệp giết tổng công bài chám tiểu buồn khâu giám công sĩ quan lấy đào đi nông lâm trường diêm sáng sơn là giám đại kháng diêm út tổng đi diệp giết trên chiếc vương diêm út tổng khuôn doan trà kéo bếch đào đi diệm trên chiếc vương diêm bèo bãi trà vân khô trường đi bầu châu sĩ quan lấy quốc chàng kéo cặp đồng thuê đào đi kéo cấp chế chứng nhận quyền đồng đào đi buôn có tổng đi con này nại biết chấu pam biệt luật đào đi liệu bây giờ quyết tế tiểu bổn khâu nói chính quyền bầu châu con chấm bài kháng cú lộ trình tế tiểu phì danh thì coi nói bài can quý trầm thống biên nhâm con nhâm các công ty nông lâm trường tổng kháng chính quyền tế buôn quý phạm triệu kháng quyền tổng quý bếp biểu ban để trả chấm lành biên đà bên bình cô tế tiểu bài chiên xếm bài quầy tỉnh tú đỏ gắng ý chiến lệnh chợ pết diêm kết luận diêm quan giám sát quốc hội bình xì nồng đào đi lâm trường tổng công đoàn bình xì khác chốc vài bọn đào đi kiếm bích gia tài quốc chàng diêm sơn lan đại chiến bế mày ni nghĩa tới tiêu cấu diêm công đại bích số triệu diêm công ty tràm bộc châu tổng chấu buôn thám lành biên tổng hay bế máy dây tháo công ty nát đà phiền diệt bếp buồn dạn quốc chàng bếp siêu duốn địa tỷ nam dạn tiêu đáng con kháng chính đề chiệp phấy kéo kiến đồng gần sáng cam bài quý y tỷ nam bích đàm bài buồn dạn thê đàn đi diệm hít công ty quản lây bài bê chinh kiệt bếp khách a gan hết ánh cơ cấu vai bếp viện thiếu dễ tệm bầu phẳng với quốc chàng tốt khái nhục vai bitcoin thông tí kéo bình cháu buôn kháng trả tại quốc chàng tổng xếp bến chàng diệm buồn xin đã chính với tí tiểu mai thuất gan kết gì đi bốn bằng khênh quản lý diệm có công ty nông đồng trường tổng kháng chính quyền tệ buôn diệm mà chạm kháng quý
gan bài chụp kháng chấu tế chủ trương thiếu giang chỉ trên giàn hốc văn kháng đồng đồng trường quốc danh thất chán sách kiến phái vẫn bắt kèm bằng tiền tức chế đò quần đòn đi kéo bếp quần đòn đi còn đốt đồng đồng trường chiều nay sang cam quản lây chế tiêu áo bằng khắc bằng của tổng phi phát kéo bánh đồng bài cu kém út tổng trường địa diêm này áo bằng chiều buôn cam chợ thu gì bằng diêm út đầu lâm trường bích hay tiêu bích ánh cấu bài hay tiêu chiếc buôn thuốc bích chế liệp thăng khái buôn biển dần phải bách buôn doanh nghiệp thì này bích hang giao bọn đào đi bách quỷ đầu giá không đo mà không cấp giấy nhận quyền sử dụng đất được ấy. Mách áo, kiểu máy bùn tu chế chứng nhận quyền đồng đàn đi, bác sĩ tàu đàn thiên đại chấu can sĩ cá nhận kèn cản phán kháng tổng bác châu tu, phai mách siêu tu liền khi ta kêu khải lành biển trồng khâu. Bị cút nông lâm trường bác tế tiểu chấu chìm bọn đàn đi tổng xếp buồn trăm tiêu. Với bếp phóng máy quản lên đồng lâm trường bác cầu. Cũng gặp ra những cái hạn chế rất là lớn, nó do năng lực của cái bộ máy quản lý nông lâm trường do là không được tập hợp bởi những người mà có tâm huyết và có năng lực. Ây kênh báo cáo giám sát dùm quốc hội bình dị siêu bằng dì nồng đồng đi dùm có nồng đồng trường kháng chiến năng dịp bếch, bếch lầm xiang dùm út buồn sâu mấy kẻ mài chiên, dìm bằng tiền kháng cám tổng bốc áo chính ngắm túc bài quý lụ dùm buồn bế nồng đồng trường, bếch dùm bếch buồn đồng đi máy bài chế dùm bếch viện thiếu buồn đồng đi siêu buồn dành thi ây kênh quỷ tiền dùm pháp luật. Chính các sĩ bác hiếu đỏ, bác sĩ kháng tiền buôn đồng can viện thiêu nồng, mất lỗng dùm các công ty nồng đồng trường khâu xin quý. Kết trí quản lý doanh nghiệp quốc chẳng tuần này tức thiêu rằng chớ thức phản bệnh bệ, đồng bài trăm tiểu bác cảnh cao liều, trách nhiệm dâm biển quản lý doanh nghiệp quốc chẳng bác cảnh đỏ, anh thêm bác sử lệ trách nhiệm biển sau còn bác cảnh cao, bác cảnh triệt. Diêm có tỷ bùng chấm lành viện chấu ban pháp luật mình lâm kiệp kháng với tí tiểu chém kiềm chấu ban quầy tỉnh bình viện tiêu nồng kiềm khoai chó kiềm ban quầy tỉnh kiềm pháp luật tí tiểu cúng tháo chấm với siêu buồn kiềm xuống tập với ơi căn luật đảo đi bèo chiếu kiềm đèn với chấu ban mất siêu tú xuống vậy khác này xì siêu buồn kiềm bay bằng mai khang chấu tú nát với tí tiểu buồng diêm út luật đảo đi kéo luật bằng kiềm chấu khấu buồn cơ quan chức năng diêm xì chấu căn pháp luật cho căn luật siêu bằng pháp luật lên tháo đào đi nông lâm trường bế diêm quốc bộ chấu diêm tề bùng chấu mài trăm thành chay để tổng chi kháng với lùn kéo tội trách nhiệm mà thuộc các nông lâm trường mà thuộc quyền thẩm quyền quản lý của địa phương thì thuộc trách nhiệm của địa phương căn tí tiểu buồn khấu kháng này tổng chi kháng bộ công ty quản lý nông lâm kẹp chấu công xíu tí tiểu chấu tuấn bài lống kéo bích chấu bài khâu xiêm tú quý to tháo tế tiểu mất lóng bình kháng kinh tiến kéo bếp bà có tiểu còn giám sát dòng quốc hội kháng chiến được dịp bếp bốn bột dâm bọn phạm bếp lộ dịp công ty cháu trần bầu càng khít thiếu xiang bếp năm nộp ngân sách của chàng dịch kháng bài y bếp chết dịp rụ tỷ năm nhàn dịch bồn dàn tông chết trộ bếp kéo quý y chiều khách ào đào đi có đơn vị hai ngàm quản lý. Bộ Tài nguyên kiếm môi trường tổng gam tròn trốn nhuận khan triều tháo kháng chất là nghị diệp pham, chất sung xịt áo vàng liệp bản đồ địa chính cấp chế chứng nhận kiếm bất cháy liệp buồn, cơ sở dữ liệu tái kiếu buồn đảo đi bài còn đố nại bế nông lâm trường, thiết giang tái kiếu tới công ty nông đâm kiệp bài buồn đảo đi quang tái kiếu buồn biển châu công, bộ tổng gam chấu siêu điều tra kiếm bất siêu bằng trình đồng lống buồn đảo đi, gan khít tròn tiếp ở căn nghị định diệt bếp diệp bếp diệp chính phủ. Gan điều tra dòng bài kháng công ty trong tâm nghiệp vận cấu bọn đào ni chám khởi, mất nồng tốt lống tổng xếp siêu duốn liều tàu bùn tề bùng, giếm lại bằng xếp rào bùn miền dân xíu bọn đào ni chấu.